Chào mừng các bạn quay trở lại với Đi Lộn Cái Bàn, chương trình trò chuyện cuối tuần với mọi thứ trên MX. Chào các bạn quay trở lại với Đi Lộn Cái Bàn, chương trình trò chuyện cuối tuần nơi mà chúng tôi ngồi liên. Đây là vịt. Còn tôi béo và chưa cắt tóc và xấu. Và chủ đề hôm nay là nhạc phim quan trọng đến thế nào? Thực ra tôi không nghĩ là mọi người quan tâm đến chủ đề này đâu. Nhưng bạn đã xem cái video John Wick nhưng mà trên nền nhạc cute chưa? Hay cũ hơn nữa là khá bảnh nhảy trên nhiều nền nhạc khác nhau chưa? Thì âm nhạc ảnh hưởng rất lớn đến cái việc tạo bối cảnh và gợi lên một loạt cảm xúc cho khán giả. Âm nhạc có khả năng kết nối với trái tim người nghe và mang đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Và đối với phim thì nhạc thật sự có một cái sức mạnh để mà tạo nên một cái không gian riêng, một thế giới riêng tách biệt từ cảm xúc của chúng ta. Và những bản nhạc điện ảnh thì không chỉ làm nổi bật cốt truyện này mà còn mang lại những cái trải nghiệm âm thanh đáng nhớ. Đáng nhớ cỡ nào? Có bài gì đáng nhớ hơn đâu nhỉ? Đéo có bài gì đáng nhớ hơn đâu. Có mà. Tôi định hát này hết câu nhưng mà bỗng sao? Có lặn cái bồn trần lặng lẽ giữa lặn cái bồn dòng đường lặn cái bồn. Nói đến nhạc phim thì tôi nghĩ là nó không chỉ là một phần trải nghiệm điện ảnh. Một bài nhạc phim hay thì thì sẽ mang trong mình một câu chuyện riêng, tạo nên một cái cầu nối giữa người nghe, một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó và một bài nhạc phim hay. Và chắc chắn là nó để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Đấy đúng không? Ví dụ của về viết trong kịch bản là My Heart Will Go On nhưng mà chúng ta đều có thể đồng ý với bài là có. Nói chung là cứ nhớ đến cái câu đấy đúng không? Cái giai điệu đấy. Cứ nghe cái câu đấy là kiểu cái ký ức mà gắn liền với cả bài đấy nó sẽ tự động được gợi lại và sắc nét hơn bình thường. Kiểu tôi sẽ nhớ đến một buổi tối kiểu muộn muộn rồi ấy, bố mẹ sẽ không cho xem phim nữa, bắt đi ngủ. Nhưng mà khi mà cái giai điệu đấy bật lên ấy, thì cái những cái ký ức của đấy của tôi nó sẽ hiện lên trong đằng sau đầu nhé. Và đúng vậy, khi mà người ta nghe lại những cái giai điệu quen thuộc thì họ có thể nhớ lại những cái cảm xúc, kỷ niệm và trải nghiệm đã từng có liên quan đến phim, hoặc là cũng hơi liên quan tí. Kiểu hồi xưa ta thất tình trên nền nhạc Tây Du Ký này, xong rồi ngộ không vỗ gậy đá nứt làm đôi nhưng mà tim thì vỡ làm ba này, kiểu thế. Và một cái nhạc phim hay ấy, thì nó không chỉ gợi lại cảm xúc này mà còn truyền tải cái thông điệp và ý nghĩa của phim. Nghĩa là những cái nốt nhạc, những cái đoạn nhạc mà nó chuẩn ấy, thì nó sẽ nhấn mạnh được cái thông điệp chủ đạo này, và nó sẽ tăng cường được cái tác động của các cảnh quan trọng và thể hiện được rõ ràng cái sự phát triển của câu chuyện. Một cái ví dụ mà nó tây hơn một tí đi là Shawshank Redemption đi. Chúng ta có thể để ý là nhạc phim của Thomas Newman nó có một cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, mặc dù là không gian tù tội và oan sai đi, nhờ có âm nhạc mà chúng ta lại cảm giác một cái sự lạc quan và một sự hy vọng. Nó không phải là lạc quan theo kiểu lạc quan mù quáng của bệnh nhân ung thư. Nó không phải là kiểu lạc quan mù quáng mà họ lạc quan theo kiểu là hiện tại thì cái giai đoạn này đang thế thôi, nhưng mà sau này nó sẽ tốt hơn. Nghĩa là lạc quan theo kiểu là lạc quan là cái sự lựa chọn tối ưu nhất. Đó, thì nó tạo ra một cái bầu không khí trái ngược hoàn toàn với cảnh tù đầy và khó khăn trong câu chuyện. Và đấy là cái cách mà họ để họ truyền tải cái thông điệp về sự kiên nhẫn này, về hy vọng này, và cái tự do tâm hồn. Về cái thông điệp mà được truyền tải nhé, thì tôi nghĩ là tôi ấn tượng nhất với cả nhạc phim trong Lion King, Hans Zimmer. Elton John. Ok. Nghe nhạc phát là flashback về cái hồi mà tôi còn bé tí, xong rồi kiểu tôi giành máy tính của bố tôi xong rồi nhét cái đĩa vào ấy. Ông có máy tính à? Bố có máy tính à? Có. Thật á? Xong hồi đấy nhá, còn có cả mấy cái đĩa nhạc ấy, à nhầm mấy cái đĩa phim ấy. Xong rồi đĩa bị xước ấy và tôi xem bàn chạy Colgate trên quảng cáo và tôi Thật á? Kem đánh răng Colgate phục hồi hư tổn trên răng. Tôi thấy đĩa bị xước và thế tôi bôi kem vào xong tôi trà. Fake. Ai không làm thế là chưa có tuổi thơ, ông chưa có tuổi thơ. Không ngày xưa đĩa tôi xịn không bị xước. Sức mạnh đồng tiền. Có. Và cái bài hát chính là Can You Feel The Love Tonight thì nghe phát là kiểu thấy nồng nàn luôn, thông điệp về tình yêu rõ đến thế là cùng. Ông thực sự để ý cái nhạc hồi đấy đến thế á. Nghĩa là có thể bây giờ mình ngồi mình xét lại thì thế thật, nhưng mà bây giờ tôi nghe lại cái nhạc đấy thì tôi chỉ biết là nhạc sư tử đụ nhau. Đó là nhạc sư tử đụ nhau đấy. Đúng rồi, nó là nhạc sư tử đụ nhau mà. Nhưng mà cái hồi bé bé thì thực ra thì bị ấn tượng bởi cái bài mà lúc mà Circle of Life, lúc mà Simba ra đời. Cái bài mà thì bao nhà nó như chiều bà đấy. Đúng rồi đấy, nó truyền tải được cái thông điệp về cái đéo gì nhỉ? Về sự tuần hoàn động vật, súc vật, về vòng tuần hoàn động vật, súc vật và những con mồi cú lệ trước kẻ sẽ ăn thịt chúng nó. Okay. Hoặc là Hakuna Matata này. Để tôi nói về nhạc phim Disney cùng thời với Lion King ấy, thì tôi thấy là nhạc tắc răng mới hay. Trong đấy có bài Son of Man nhé. Cái bài Son of Man Look Through the Sky. Cái nhạc. Rồi. Đấy, thì cái bài đấy là thể hiện là thằng tắc răng lúc đấy là kiểu trong đàn khỉ ấy, nó là con yếu nhất, nó là con trông khác biệt nhất ấy. Nhưng mà nhờ cái bài hát đấy mà truyền được cái sự lạc quan, được cái sự gọi là tin tưởng vào tương lai của nó, là sau này nó lớn lên, nó vươn vai lên, nó sẽ trở nên thông minh, nó sẽ trở nên lãnh đạo được cả đoàn của nó. Lãnh đạo cả đoàn thì hợp lý. Đúng rồi, cái lời bài hát của Son of Man nó như thế luôn. Tôi lại thích cái bài Strangers Like Me hơn. Ok. Jane đến và đưa tắc răng đến xã hội loài người. Okay, okay. Và tắc răng kiểu trong một cái tư thế muốn học hỏi, muốn biết về mọi thứ ấy. Những cái điều mà chưa từng thấy trước đây, những cái hình ảnh trên màn ảnh, rồi những cái công nghệ kỹ thuật xa lạ so với những cái con khỉ nó từng sống cùng ấy. Ông xem Brother Bear chưa? Brother Bear rồi. Brother Bear có cái bài On My Way. Tell everybody I'm on my way.
New friends and new places to see. Nó khá thể hiện một cái sự lạc quan trong nhạc của Disney. Nó thể hiện có những cái bài đấy mà nó đưa cái plot anh thấy rất là xa. Nhưng mà có một vấn đề là ngày xưa để hiểu được những cái nhạc này thì phải biết tiếng Anh một tí, vừa có kỹ năng nghe và đặc biệt là kỹ năng speaking. Mà để giỏi speaking ấy thì cần phải luyện tập tiếng Anh hàng ngày. Oh wow, luyện nói thật là quan trọng. Nhưng mà nhạc phim cũng quan trọng phết. Có ngay từ cái thời mà phim đen trắng chưa có thoại thì người ta đã thêm nhạc phim vào rồi. Tức là tít từ cái thời đấy người ta thấy được cái sự quan trọng của nhạc phim rồi. Cái sự kết hợp hoàn hảo của hình ảnh và âm thanh nó sẽ tạo được cái trải nghiệm đa chiều và sâu sắc cho người xem. Bởi vì rằng là nhạc có khả năng xây dựng không gian và thời gian ấy. Nó không chỉ là mood vui buồn nhé, mà nó còn có thể có những cái giai điệu mà có nhịp điệu đặc trưng. Ví dụ kiểu nghe thấy tiếng guitar này, tiếng trống lắc với cả harmonica là nghĩ ngay luôn đến cái không gian của Tây Ban Nha, Mỹ Latin ấy. Ok. Xong một tí rap với con beat cháy cháy phát là nghĩ đến ngay cái văn hóa hip hop này. Nghe nhã nhạc phát là nghĩ đến thời Việt Nam thế kỷ 19-20, Cung đình Huế các thứ này. Em Vinh Thao này khá bảnh. Đúng thật là âm nhạc thì sẽ giúp đặt người xem vào trong cái bối cảnh của phim, bất kể là giữa cảnh quan tự nhiên hay thành phố hiện đại hay thậm chí là thế giới hư cấu này. Ví dụ như trong Interstellar đi thì với lại bàn tay của Hans Zimmer, chúng ta được nghe rất là nhiều âm thanh điện tử này, tiếng synth này, tiếng chuông các thứ để tạo một không gian nó rộng lớn, nó bí ẩn và có phần là nguy hiểm. Cái nhạc phim của Interstellar thì nó tạo ra một cái không gian âm u và có tính khám phá cao. Nó giúp mình sẽ cảm nhận được những cái kỳ vọng cũng như là thách thức của bối cảnh khoa học viễn tưởng này. Các loại nhạc nó đồng điệu và cái nhịp của nó khá nhanh thì nó mang một cảm giác căng thẳng này, nó nổi loạn này. Tôi xem phim thì tôi thấy rất là hiểm hóc, cuốn hút. Để tạo ra một cái không gian vũ trụ đấy thì đúng thật là phải có âm nhạc thì mình mới cảm được ấy. Chứ không chỉ có một khoảng không đen gì thôi thì mình sẽ không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Một ví dụ khác thì chắc là có thể nhắc tới Gladiator của Ridley Scott. Vẫn là Hans Zimmer là Ở trong đó Hans Zimmer thì là chúa rồi, biết rồi. Trong Gladiator thì ông này lại dùng cái nhạc cụ cổ điển của phương Tây, những âm thanh trầm bổng và sâu lắng, xong rồi thêm cái tiếng vọng và giọng hát u buồn của cái Lisa Gerrard. Nghe tiếng vọng nó rất là trầm hùng nhá. Và thế là nó tạo được cảm giác của một không gian hoành tráng đúng không? Nghe phát thấy ngay La Mã cổ đại trong đầu ngay. Xong những cuộc chiến và thử thách khắc nghiệt thì lại dùng những cái âm thanh dồn dập với cả nhịp điệu nhanh. Thì nó không chỉ đơn thuần là hỗ trợ cho câu chuyện, nó không chỉ minh họa mà nó tham gia kể chuyện đấy. Cảm giác mấy ông dựng làm phim này kiểu là những editor rất giỏi, kiểu biết chọn nhạc ấy. Kiểu ông ấy có một FTV sao rồi ông ấy hiểu chọn ghép nào. Nhưng khác biệt mỗi là ông ấy làm cái nhạc luôn. Nhưng mà ví dụ thì thế thôi, chúng tôi không phát nhạc và cả phim lên được. Và để ví dụ rõ hơn thì chúng ta đóng tiểu phẩm. Nếu mà chúng ta sử dụng âm nhạc mang hơi hướng truyền thống Nhật Bản với phục trang có hơi hướng hiện đại thì chúng ta có thể mường tượng ra được một nước Nhật thời Minh Trị, thời kỳ mà Nhật Bản đã vươn mình trở thành cường quốc. Nhưng nếu mà thay bằng một đoạn nhạc hiện đại hơn thì có thể tưởng tượng ra bối cảnh kiểu cyberpunk, nơi mà mấy thanh kiếm này nhiều khả năng là biết đặt chỗ ở nhà hàng fine dining cho bạn luôn. Ngoài ra thì âm nhạc có thể tác động trực tiếp tới cảm xúc này và tâm trạng của khán giả bằng cách là sử dụng những yếu tố như là âm thanh này, nhịp điệu này, giai điệu các thứ. Thì âm nhạc có thể mang đến cảm giác là hồi hộp này, kịch tính này, lãng mạn, hài hước hoặc là kinh dị. Ví dụ như là Jaws của Steven Spielberg đi. Cái ông làm nhạc là John Williams thì cái đoạn Theme from Jaws rất là nổi tiếng, là đơn giản nhưng mà rất hiệu quả. Hình như tôi biết cái bài này. Nó là cái bài kiểu nó nghe y hệt những cuộc giật đuổi của cá mập ấy. Hình như là họ dùng kèn hay gì đấy nhưng mà chơi những cái nốt rất là dứt khoát, cứ vào nốt một hồi kiểu nghe giống kiểu cá mập nho lên đớp. Nghĩa là nó sẽ tạo cho mình một cái sự hồi hộp là không biết lúc nào nó tưng lên một cái. Thì cái tưng đấy là một cái ngoạm của cá mập, nó trồi lên và nó cứ tưng tưng, xong nó lại lặng đi một tí, xong nó tưng lên phát. Xong còn có những đoạn là kiểu nó cứ căng thẳng dần đều, giống kiểu như là mình thấy cá mập đang nhô cái vây lên xong dí dí. Nó xây dựng được cái sự căng thẳng. Nói chung là cái nhạc đấy thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc khắc họa môi trường căng thẳng và kinh dị cho phim. Uầy, ngày xưa nhá, em cũng biết ông John Williams này cơ. Em xem nhưng mà hồi đấy em không biết. Em chỉ ấn tượng với nhạc của cái phim Home Alone thôi. Mày đâu ra ấy? Em không biết, nhưng tôi xin nước. Đấy thì đại loại là... Ui. Thế thôi, phủ nước nữa. Thôi bỏ nước đi nhé. Có. Nhưng mà đại loại là cái nhạc của cái ông này ấy, nó khiến cho cái bộ phim Home Alone đấy với em nó bớt cái phần đáng sợ đi nhá. Phần nó mất ấu dâm. Ừ. Anh cảm tưởng nhá. Ở nhà một mình nhá, xong rồi tự nhiên có hai ông trộm vào đúng không? Đúng. Nếu mà không có nhạc phim kiểu vui tươi anh Giáng sinh. Đúng. Tự nhiên kiểu phim đấy nó nghe kiểu rất là Lê Văn Luyện ấy. Đúng. Cảm giác kiểu vào chém nào. Thôi xin cũng được nhá.
Vậy là còn một kiểu dùng nhạc nữa, đấy là dùng nhạc nền đặc trưng của nhân vật. Kiểu nó được sử dụng như là một cái đặc điểm của nhân vật ấy. Cứ cái bài nhạc này vang lên là khán giả sẽ kiểu ồ, nhân vật này xuất hiện đây này. Đấy là cái nhạc trong phim siêu anh hùng đúng không? Tèo là Avenger Assemble đúng không? Cái này thì cái bản nhạc nó sẽ phải lột tả được cái bản chất của nhân vật, vì nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng ban đầu cho khán giả lập tức luôn. Người tốt, người xấu, mạnh mẽ, dịu dàng như nào thì nó phải thể hiện rõ. Ừ, người xấu thì nó sẽ tăng thăng, còn người tốt thì nó sẽ Yeah. Biết người tốt như nào không? Harry. Và để rõ hơn thì chúng ta lại đóng tiểu phẩm. Ở đây thì âm nhạc giúp chúng ta định hình rằng ông ăn bún đậu với nước mắm này là một tên điên lớn lên với không tình thương từ mẹ. Nhưng mà nếu thay bằng đoạn nhạc trữ tình như này thì chúng ta lại có thể thấy là ông này ăn bún đậu với nước mắm như là một cái lẽ sống riêng, tách biệt và có chút tình yêu trong đấy nữa. Và bất kể thế nào thì khi mà xem đi xem lại đoạn nhạc này thì lập tức người xem sẽ nghĩ ngay đến món bún đậu nước mắm. Tóm lại là cũng story theo link, xong rồi show luôn theo các kiểu. Và âm nhạc là một cái phần quan trọng trong kể chuyện. Nhưng mà dạo gần đây thì nhiều người cho là nhạc phim nói chung đã không được tốt lắm, và từ đấy khiến chất lượng phim đi xuống. Và một lý do tôi thường đọc được là do các nhà làm phim thiếu sáng tạo. Một số người thì cho rằng là nhạc phim gần đây nó thiếu sự đột phá này, có thể là do sự đập lại trong giai điệu bị nhiều này, ý tưởng này và cách sử dụng âm thanh này khiến nhạc phim trở nên nhàm chán và nó dễ quên, nó không có gì nổi bật cả và không có ai để ý nó nữa. Tôi nghĩ là vì đôi khi người ta kiểu chú trọng hình ảnh hơn là âm nhạc ấy. Kiểu họ hơi mải mê với những cái cảnh quay one shot sáng tạo này, những cái hiệu ứng hình ảnh bứt phá này. Tôi không nói thế là xấu nhá. Chú trọng hình ảnh là một điều tuyệt vời và ai cũng nên làm, bất cứ ai làm phim cũng nên làm. Tôi muốn nói là nhạc nó cũng quan trọng tương đương, và nếu như mà nó bị hơi xem nhẹ và bị dùng chỉ như nhạc nền thôi thì nó có thể là không gắn kết với câu chuyện và không để lại ấn tượng cho người xem như ông vừa nói. Với cả có khi là do cái xu hướng nhạc phim nó cũng đang thay đổi, nó có thể là bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi trong xu hướng âm nhạc tổng thể và cả âm hưởng của ngành công nghiệp giải trí. Và kiểu cái gì tồn tại thì nhận thức về nó sẽ được sinh ra ấy, thì sẽ có người khen có người chê thôi. Và tôi không nghĩ là nhạc phim gần đây nó bị tệ đâu. Dạo này thì tôi thấy là rất là nhiều phim được ra đúng không? Thì nhiều phim được ra thì có nghĩa là nhiều phim tệ cũng được làm ra hơn đúng không? Phim tệ thì chắc chắn là nhạc phim nó tệ rồi. Không phải là chắc chắn, nhưng mà phim tệ thì cái nhạc phim chắc chắn là nó sẽ không được để ý bằng đúng không? Chỉ là người ta tiếp xúc với cái phim tệ nhiều hơn. Đó. Vẫn có nhiều phim mà nhạc được đánh giá rất là cao này, như là Chúa Nhẫn này. Nhạc phim đấy là của Howard Shaw này. Trong loạt phim này thì nó được coi là một trong những tác phẩm âm nhạc mà gọi là hay nhất mọi thời đại luôn. Nhạc phim của Chúa Nhẫn thì nó mang tính truyền thống này, nó hùng ép này, nó nhiều cảm xúc này, hoàn toàn tương xứng với cái sự kỳ diệu và phiêu lưu của cuộc hành trình trung địa này. Rồi là The Dark Knight thì lại là Hans Zimmer này. Không khí chúng ta cảm nhận được phải nhờ có nhạc nhá, là một cái sự rất là u ám này, căng thẳng, nó bí ẩn, hơi ngột ngạt của Gotham này, và có phần là hơi No Hope một tí. Cái The Dark Knight theme ấy thì nó đơn giản nhưng mà nó rất hiệu quả và trở thành biểu tượng cho nhân vật Joker. Trong Inception này cũng là Hans Zimmer, nó có một cái âm thanh điện tử đặc trưng này, nó kết hợp với các nhạc cụ cổ điển và nó tạo ra một cái không gian bí ẩn và mê hoặc này. Và cái nhạc phim nó góp phần kiểu thổi cái sự hồi hộp và đầy những cái tưởng tượng trong câu chuyện về giấc mơ ấy, nó vượt qua hiện thực. Sao toàn từ mấy phim từ năm 2000 lẻ mấy ấy? Phim mới hơn đấy. Mới hơn thì có Parasite của Bong Joon-ho này. Ngoài giành Oscar cho phim hay nhất thì cũng có nhạc phim đáng chú ý này. Nhạc phim là của Jung Jae-yu. Cái không khí tạo ra nó cũng rất là ám ảnh này, nó ngột ngạt này, và nó có phần thỉnh thoảng là hơi châm biếm cái sự giả tạo trong phim, và nó là lột tả đến những khía cạnh tâm lý trong câu chuyện về xã hội gia đình này. Joker của Todd Phillips, Joaquin Phoenix thì nhạc phim của Hilda Guinanotti thì mang cái giai điệu là nó u ám, nó kịch tính và nó có phần bất ổn, làm cho người xem cảm thấy nó, tôi phải dùng từ là disturbing ấy, Joker cảm giác rất là khó chịu ấy. Và cái việc đấy thì không chỉ là do diễn xuất của Joaquin Phoenix mà do cái nhạc phim nữa, nó làm mình kiểu bị bực bội ấy, là không biết là khi nào cái thằng nó sẽ nổ tung ra, nó điên lên và nó làm những hành động dở hơi. Black Panther đi của Ludwig Göransson thì họ kết hợp được cái yếu tố hiện đại này nhưng mà nó lại châu Phi, nó như kiểu là nhạc châu Phi remix ấy. đúng là nhạc châu Phi remix mà, nhưng mà remix một cách nghe khá là văn minh, nó vẫn giữ được cái bản sắc của châu Phi nhưng mà cái không gian nó đa dạng, nó hiện đại hơn, nó công nghệ hơn. Thì Wakanda mà. Mà không chỉ phim nước ngoài nhé, mà kể cả phim Việt đi, có nhiều phim âm nhạc được đánh giá rất là cao. Có. Nhưng mà ngoài có ra thì hình như là có cả Cô Ba Sài Gòn. Cô Ba Sài Gòn. Cái phim này mang không khí hoài cổ của Sài Gòn ấy. Những năm 1960 do Ngô Thanh Vân đạo diễn, nhạc phim được sáng tác bởi nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và mang cái âm hưởng dân ca và những cái giai điệu truyền thống, tạo ra một cái không gian hơi xưa cũ và lãng mạn. Hình như có cả để máy tính nữa. Phim hài lãng mạn của đạo diễn Charlie Nguyễn đã có sự thành công và trở thành một trong những cái bộ phim nổi tiếng của Việt Nam. Nhạc phim của Nguyễn Văn Trung mang lại cái giai điệu nhẹ nhàng, tươi vui và lãng mạn, thể hiện tình yêu đôi lứa. Nhưng mà có vẻ là cái số lượng phim Việt Nam có phần âm nhạc hay như thế thì nó hơi ít đúng không? Không phải là kiểu nhạc hay ịn vào nó tự động hay ấy, mà nó phải là phù hợp với cả nội dung nữa ấy.
trong âm nhạc thì nó phải kiểu tương thích với tâm lý không gian và câu chuyện của bộ phim này thì nó mới tạo ra sự hòa hợp và tăng cường hiệu quả của câu chuyện. Tuy nhiên là mình cũng có thể cho một ít cái câu chuyện là ngân sách vào đấy, vì ví dụ một bộ phim mà có muốn nhạc thực sự hay đi thì cái bài nhạc nó phải thực sự được sáng tác cho phim đấy cơ, đúng không? Và người ta làm bài nhạc cho phim đấy, chứ còn có nhiều phim mà họ kiểu lấy bừa bài họ nhét vào ấy. Epidemic Sound. Họ kiểu đúng kiểu Epidemic Sound ấy. Nhạc YouTube free không bản quyền. Ờ đấy. Tôi nhớ được có cái phim gì một ông fuck boy nuôi con, dân chơi không sợ mưa rơi. Cốt truyện nội dung các thứ khá là hay. Ở dân chơi không sợ con rơi. Ừ thì ngoài cái tên hơi đùa ra, cốt truyện nội dung tôi chả có gì để chê cả. Nhưng mà lại chèn nhạc nó không phù hợp, không phải là đang bảo không hay nhá. Tôi không dám xúc phạm nghệ sĩ đến thế nhưng mà nó không phù hợp lắm. Tôi nghĩ là cái từ ông đang tìm là từ chưa tới. Nên là có thể là nó cũng được ấy, nhưng mà nó chưa tới. Từ chưa tới thì nghe nó hơi chung chung cả. Nhưng mà nói chung là nó làm cái tâm trạng bị bẻ ngang, nó không được buồn như kỳ vọng, nó không được vui như kỳ vọng, nó chỉ nữa nữa thôi. Ở đấy chưa tới. Thì đấy thì bảo đúng mà. Đã bảo là chưa tới mà. Lạm nói về tình thi, tôi nghĩ là muốn âm nhạc được hoàn hảo và phù hợp thì cần sự đầu tư nhiều. Và phải kiểu có được những nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc có kinh nghiệm này, và những người có kiến thức rất khá sâu về âm nhạc và kinh nghiệm trong việc tạo ra nhạc phim này. Có thể là bao gồm việc cả thuê nhạc sĩ này, producer này, hoặc là những cái ban nhạc chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ không biết là, hoặc không phải đạo diễn nào cũng biết là phim này cần làm gì để có nhạc hay. Hoặc là họ biết nhưng mà họ không biết làm cái nhạc ấy như nào ấy. Thì những cái nhạc sĩ, những người như này thì họ sẽ biết, đúng không? Và họ còn có những cái công nghệ âm thanh hiện đại này để tạo ra những cái trải nghiệm âm thanh hấp dẫn và chất lượng cao. Thì cái sự kết hợp giữa âm nhạc, âm thanh và hình ảnh thì nó sẽ tạo ra một trải nghiệm xuất cho người xem. Nhưng mà thực ra là phim Việt Nam hiện tại hình như là đang chưa đa dạng nội dung quá ấy, đúng không? Đa phần cũng là về gia đình, tình yêu, đời sống. Chỉ có vài phim của Thanh Vân là đề tài khác ấy, chủ đề chưa quá gai góc. Thế thì nhạc chưa có nhiều không gian quá để mà sáng tác, đúng không? Tôi nghĩ là nhạc sĩ Việt Nam đủ giỏi, rất đủ giỏi để họ làm được những cái sản phẩm âm nhạc cho thế giới, cho phim của thế giới, đúng không? Thực ra là mình có phim khoa học viễn tưởng, đó là phim cổ tích rồi mà. Xong rồi mình có cả phim sắc sống miền Tây, xong rồi có cả nhiều phim hành động. Nên là tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chuyển mình và ngày càng đa dạng này. Năm 10 năm nữa thì sẽ có những cái nội dung mới, góc cạnh mới các thứ. Tôi nghĩ là ai làm phim thì cũng biết là cần phải làm này, cần phải làm kia ấy. Chẳng qua là họ có đủ tài nguyên không hay thôi. Mà chắc là sau nhiều bộ phim mà bị chỉ trích các kiểu thì các nhà làm phim dù có phải là bị chỉ trích hay không nhá, cũng nhìn vào đấy mà rút kinh nghiệm, đúng không? Và lắng nghe ý kiến người xem để mà sản phẩm tiếp theo của họ hoàn thiện hơn và chỉnh chu hơn. Đứa con tinh thần mà ai chả muốn thế. Hoặc chi nhiều tiền hơn cho đạo diễn âm thanh. Đấy thì tôi nghĩ là lại quay lại câu chuyện là tài nguyên ấy. Họ có tài nguyên thời gian không này? Họ có tài nguyên về tiền bạc không này? Họ có tài nguyên về con người không ấy? Tôi nghĩ là mấy ông ấy đi du học, mấy ông ấy biết hết rồi, chả qua là có tài nguyên đủ hay không đấy, thôi. Đấy. Tóm lại thì cái việc nâng cao chất lượng nhạc phim thì có thể ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Nhưng mà cảm giác như kiểu không ai hỏi mà các bộ trưởng tự nhiên nêu ý kiến này. Đúng vậy. Và đó là ý kiến của tôi và Việt về tầm quan trọng của âm nhạc với phim ảnh. Các bạn thích nhạc phim nào? Cái nhạc phim của phim nào khiến bạn ấn tượng nhất thì hãy comment ở bên dưới. Tôi ví dụ nhé. Có. Và bạn muốn chúng tôi nói về chủ đề gì tiếp theo? Hãy để lại bình luận ở bên dưới. Có.